Tiểu sử vị hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa kết thúc cuộc sống trong tay Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của các triều đại phong kiến Trung Quốc, qua đời vào ngày 17 tháng 10 năm 1967, có một số phận long đong, lên ngôi bị phế rồi lại được quân Nhật đưa lên ngôi, bị lưu đày, ngồi tù rồi được chính phủ Trung Quốc biệt đãi, có ba vợ nhưng vẫn không có người nối dõi. Tháng 12 năm 1912, sau khi Hoàng Thái hậu Long Dụ của Vương triều Nhà Thanh, Trung Quốc ban bố chiếu thư thoái vị của Hoàng đế Phổ Nghi 16 tuổi, Vương triều Nhà Thanh đã kết thúc. Cuộc đời sau đó của Phổ Nghi là một chuỗi dài bi kịch, có thể kể tới một số nét chính trong tiểu sử Phổ Nghi như sau. Phổ Nghi sinh năm 1905, tháng 11 năm 1908, Phổ Nghi được đặt lên ngôi Hoàng đế Nhà Thanh, lấy niên hiệu là Tuyên Thống. Năm 1912, dân quốc thành lập, Phổ Nghi bị buộc thoái vị, nhưng theo điều kiện ưu đãi thì không phải bỏ đế hiệu, vẫn được ở trong cung cấm. Ngày 1 tháng 7 năm 1917, Phổ Nghi nghe theo lời Trương Huân tuyên bố phục hồi đế chế, khôi phục niên hiệu Tuyên Thống, nhưng chỉ trở lại làm vua được 12 ngày rồi lại phải thoái vị do Trương Huân thất bại. Năm 1924, Phùng Ngọc Tường gây chính biến ở Bắc Kinh, Phổ Nghi bị đuổi khỏi Từ Cấm Thành. Sau khi lang thang ở một số nơi, Phổ Nghi chạy vào công sứ quán Nhật. Tháng 2 năm 1925, người Nhật bí mật đưa Phổ Nghi tới tô giới Nhật ở Thiên Tân để ông khôi phục hoạt động. Năm 1931, quân Nhật đưa ông trốn lên Đông Bắc. Tháng 3 năm 1932, ông trở thành người đứng đầu Mãn Châu Quốc. Tháng 3 năm 1934, đổi thành Hoàng đế Mãn Châu Quốc, cải hiệu thành Khang Đức. Sau khi Nhật đầu hàng, ngày 17 tháng 8 năm 1945, Phổ Nghi bị Hồng quân Liên Xô bắt giữ trên đường chạy trốn sang Nhật, bị đưa về giam 5 năm trong trại tù binh ở Siberia. Ngày 18 tháng 8 năm 1945, Phổ Nghi chỉ còn là Hoàng đế bù nhìn của Nhật tại Mãn Châu Quốc, một chính quyền do các quan nhà Thanh và quân phiệt Nhật lập nên tại phía đông nội mông của Trung Quốc. Ông đã thoái vị và chuẩn bị theo chân quân Nhật bại trận, trốn chạy khỏi Trung Hoa. Nhưng Hồng quân Liên Xô đánh chiếm một sân bay tại Mãn Châu Quốc và bắt Phổ Nghi cùng đoàn tùy tùng đưa họ về Siberia giam giữ. Ngay sau khi đáp máy bay xuống Siberia, Phổ Nghi đã được đưa vào một chiếc ô tô và chiếc xe chạy đi trong vài giờ đồng hồ. Khi Phổ Nghi đang lo sợ cho tính mạng của mình, bỗng nhiên có người dùng tiếng Trung để nói với ông rằng ông có thể ra khỏi xe và đi vệ sinh. Người dùng tiếng Trung nói chuyện với ông là một binh sĩ Liên Xô gốc Hoa. Phổ Nghi không bị nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí cuộc sống của ông tại Chi Ta trong 5 năm tiếp theo tương đối thoải mái. Điểm dừng chân đầu tiên trên đất Nga của Phổ Nghi là một khu nghỉ dưỡng gần thành phố Chi Ta. Ông được ăn 3 bữa một ngày, một bữa trà chiều. Tất cả được nấu theo kiểu Nga. Có đội ngũ bác sĩ, y tá kiểm tra sức khỏe, chăm sóc khi ông ốm. Chính quyền Xô Viết còn cung cấp sách trò chơi cờ tướng và một radio. Phổ Nghi thường xuyên đi dạo, tận hưởng cuộc sống tại Chi Ta. Vào năm 1945, cuộc nội chiến giữa Quốc dân Đảng và quân du kích của Mao Trạch Đông tại Trung Hoa vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Đó chính là lý do tại sao Liên Xô không vội vàng trao trả vị cựu hoàng Phổ Nghi về Trung Hoa. Phổ Nghi không hề biết gì về tình hình chính trị thế giới lúc đó. Không lâu sau khi sống ở Nga, tôi đã ảo tưởng rằng Liên Xô, Anh và Mỹ là đồng minh. Vì vậy, có thể tôi sẽ được đưa đến sống tại Anh hoặc Mỹ, một cuộc sống lưu vong. Ông tin rằng để có thể đến Anh hay Mỹ, đầu tiên phải được lưu lại tại Nga. Vì vậy, ông đã vài lần viết thư xin chính quyền cho định cư vĩnh viễn tại Nga với lý do cả Quốc dân đảng và quân Mao Trạch Đông đều muốn giết ông. Sau này, Phổ Nghi được chuyển đến thành phố Khabarovsk. Cuộc sống của ông ở đây không được thoải mái như ở Chi Ta, nhưng ông vẫn được hưởng một số đặc quyền. Tại đây, những tù binh khác không gọi ông là hoàng thượng hay bệ hạ nữa, chỉ gọi là sư phụ Phổ. Ông không có tùy tùng mà chỉ có người nhà đem cơm vào giặt quần áo. Phổ Nghi lại có niềm đam mê với công việc trồng trọt. Ông bắt đầu trồng rau trên một khoảnh đất mà ông được giao. Niềm đam mê làm vườn này đã được ông đem về Trung Quốc. Sau khi được ra khỏi nhà tù, ông đã chọn trồng trọt làm nghề nghiệp của mình. Phổ Nghi và người nhà chỉ có thể nghe ngóng thông tin về Trung Hoa thông qua hai nguồn mà người phiên dịch của ông và báo chút, một tờ báo tiếng Trung do quân đội Liên Xô xuất bản. Năm 1946, ông được đưa sang Tokyo để làm nhân chứng trước Tòa án quân sự quốc tế vùng Viễn Đông. Ông viết, tôi đã hoàn thành thành thật và trực tiếp lên án tội ác chiến tranh của quân đội Nhật. Tuy nhiên, khi nói về giai đoạn lịch sử này, tôi luôn tránh nói về tội lỗi của mình. Phổ Nghi cuối cùng đã tặng một số trang sức và tài sản của mình cho chính quyền Xô Viết. Ông tuyên bố muốn giúp Liên Xô phục hồi kinh tế sau chiến tranh. Liên Xô đã thay đổi cuộc đời tôi. Vì vậy, tôi luôn mong ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đất nước này và tôi cũng sẽ tìm cách giúp đỡ. Phổ Nghi viết trong tự truyện. Tháng 8 năm 1950, Phổ Nghi được trả về Trung Quốc, tạm thời rời xa những người thân của ông. Sau 10 năm tù ngục, Phổ Nghi mang số tù 891 được trả tự do và đến làm việc tại vườn Bách Thảo Bắc Kinh. Theo sách Thời khắc sinh tử của Hoàng đế triều đại cuối cùng, Phổ Nghi do Nhà xuất bản Nhân dân Thiên Tân xuất bản. Sau khi được bổ nhiệm làm công tác chính hiệp, Phổ Nghi luôn tích cực trong các phong trào chính trị.
Vì thế, sau cách mạng văn hóa nổ ra năm 1966, Phổ Nghi vẫn được đối đãi ân cần. Nhưng cùng với hàng loạt quan chức và trí thức có trình độ học vấn cao bị đấu tố, tịch thu tài sản, những ai từng thân thiết và giúp đỡ họ cũng bị liên lụy. Nỗi dày vò trong lòng Phổ Nghi ngày càng chồng chất, do cơ quan chính nghiệp toàn quốc ban hành điều luật chuyên viên văn hóa lịch sử không liên quan đến phong trào cách mạng văn hóa toàn quốc. Vì thế mà lúc đầu, Phổ Nghi tạm thời thoát nạn. Nhưng không bao lâu sau thì phe tạo phản phá bỏ quy định này. Vậy là các chuyên viên văn hóa lịch sử rơi vào tầm ngắm. Các cựu quan chức Quốc dân đảng như Đỗ Duật Minh, Khang Trạch và Thẩm Túy đã bị bọn trẻ con, người nhà của các lãnh đạo làm nhục ngay trong trụ sở chính hiệp, bị ném bùn nhão và nhổ nước miếng, và người vợ của nhiều cựu quan chức Quốc dân đảng cũng bị Hồng vệ binh nhục mạ vì xem là bà lớn của Quốc dân đảng. Còn với Phổ Nghi, phe tạo phản tước quyền làm việc, tổ chức tạo phản gián cáo thị giảm 50% lương đối với ủy viên chính hiệp cấp 1, giảm 30% lương đối với chuyên viên văn hóa lịch sử cấp 1 bắt về nhà học tập. Nhưng đây chỉ là màn khởi động. Không lâu sau, những thành viên phe tạo phản tay đeo phù hiệu Hồng vệ binh kéo đến nhà Phổ Nghi khám xét, tuyên bố mục đích vì phá tứ cựu. Sau khi khám xong lại tuyên lệnh cho Phổ Nghi, Phổ Nghi hãy đập nát mấy con sư tử đá ở trong phòng chính ngay. Phổ Nghi trả lời rằng nhà ở này là tài sản quốc gia, vì thế xin cho gọi điện hỏi phòng quản lý nhà cửa chính hiệp. Hồng vệ binh đồng ý, nhưng tuyên bố sáng hôm sau sẽ đập nát và ném ra ngoài sân. Hồng vệ binh còn yêu cầu Phổ Nghi phải chuyển bộ ghế tràng kỷ và giường nệm ra ngoài vì là sản phẩm của giai cấp tư sản. Vậy là Phổ Nghi đành gọi điện cho người của chính hiệp, xe đưa đến chở giường nệm và ghế tràng kỷ đi thay vào đồ dùng đơn giản khác. Khi Hồng vệ binh trông thấy tấm hình chụp chung giữa Phổ Nghi và Mao Trạch Đông đặt trong buồng ngủ đã vô cùng tức giận, khiển trách Phổ Nghi rằng ông là tội phạm chiến tranh, không được treo hình chụp chung với lãnh tụ vĩ đại, chúng tôi phải mang cái này đi, không để ông tự ý dắp vàng lên mặt mình nhằm mê hoặc quần chúng. Phổ Nghi lại phải ra sức đòi gửi lại nó cho cơ quan chính hiệp. Hồng vệ binh lục tung mọi thứ trong nhà làm cho Phổ Nghi vô cùng hoảng sợ. Trong khi đó, người vợ Lý Thục Hiền của Phổ Nghi đi mua lương thực nhưng bị từ chối. Nhân viên bán lương thực thông báo sau này chỉ cung ứng cho bột bắp, không cho bột mì và gạo. Cũng may khi đó có thể dùng phiếu lương thực ra phố đổi lấy bánh bao, giúp gia đình Phổ Nghi giải tỏa phần nào khó khăn về lương thực. Cho khủng bố của Hồng vệ binh khiến Phổ Nghi vô cùng sợ hãi. Vốn vì trước đây khi làm vua, Phổ Nghi từng cho người đánh tàn nhẫn một người tên là Tôn Bắc Nguyên, khiến người này thiệt mạng. Đến khi nổ ra cách mạng văn hóa, anh trai người chết là Tôn Bắc Thành đã lật lại chuyện cũ, thường xuyên viết thư tố cáo Phổ Nghi đòi trả mạng. Bao nhiêu chuyện làm Phổ Nghi hoang mang và phải nhập viện. Lúc này, hoàng phi của Phổ Nghi trước đây là bà Lý Ngọc Cầm cũng bị chỉnh đốn ở quê nhà, bị quy kết là tàn dư của phong kiến. Nhưng bà Lý Ngọc Cầm khai bản thân là người bị hại năm đó, sau khi vào cung đã bị Phổ Nghi định tội và hành hạ theo điều 21. Vì thế mà Lý Ngọc Cầm và người chị dâu Đỗ Tiểu Quyên thường đến bệnh viện gây chuyện, còn muốn Hồng vệ binh mạnh tay hơn với Phổ Nghi. Nhà sử học Cổ Anh Hòa đã thu thập sử liệu và phỏng vấn hơn 200 chứng nhân từng trải qua thời kỳ của Triều Thanh, viết thành hai bộ sách: Những ngày cuối cuộc đời Hoàng đế Triều Mạt và Phổ Kiệt, chuyện em trai Hoàng đế Triều Mạt. Khi trả lời phỏng vấn của tờ Sinh Bao, ông nhận định trình độ văn hóa nói chung của thành viên hoàng tộc Triều Mạt khá cao. Đa số mọi người đều biết vẽ và biết văn chương, am hiểu phép tắc. Sáng sớm họ luôn uống trà, họ không thích tiếp xúc với người lạ vì xem trọng thân thể. Đến thời cách mạng văn hóa, cháu trai Phổ Nghi, con chị cả khoảng 16-17 tuổi đã đích thân dẫn Hồng vệ binh đến khám xét nhà những người trong hoàng tộc, công khai lên tiếng đoạn tuyệt với hoàng tộc. Nhà đầu tiên bị khám là nhà Phổ Nhậm, em họ Phổ Nghi, con thuần thân vương Tải Phong. Phổ Nhiệm có bị đánh roi ra. Tiếp đến là nhà của thúc thúc Tải Đào của Phổ Nghi. Không chỉ khám nhà và niêm phong đồ cổ, Hồng vệ binh còn đạp người đàn ông này ngoài 70 tuổi lăn lộn trên mặt đất, khiến người thê thiếp Kim Hiếu Lan kinh sợ, dùng dao cắt cổ tay tự sát. Sau đó, Hồng vệ binh lại đến nhà người em vợ là Nhuận Kỳ Giao của Phổ Nghi và tịch thu toàn bộ Khang Hy quan giao gồm hơn 100 quyển. Ngoài ra, nhà của bậc thầy hội họa và đàn nhạc là Phổ Tuyết Trai, cháu của Đôn Cần Thân Vương Dịch Thông cũng bị bịch tiền, đàn cổ bị phá hủy, tranh chữ bị đốt, thư tịch bị cướp sạch. Sau khi bị phê đấu thê thảm, ông cụ 73 tuổi không chịu nổi nhục đã cùng con cái bỏ đi đâu mất tích. Nhà thư pháp Khải Công nổi tiếng là cháu thứ 9 của Hoàng đế Ung Chính trong phong trào chống Hữu Khuynh năm 1957 bị liệt và phá hữu đến cách mạng văn hóa bị đưa ra đấu tố, bắt giam thẩm tra, may nhờ có người vợ mưu trí và gan dạ giúp được chồng thoát nạn và bảo lưu được tranh chữ. Cho đến khi cách mạng văn hóa kết thúc, những thành viên hoàng tộc thời Mạt Thành vẫn còn chưa hết sợ hãi. Để tránh khỏi mối lo sợ sẽ trở thành đối tượng bị thanh trừng khi có phong trào chính trị mới, toàn gia tộc Ái Tân Giác La đã đổi sang họ Kim, đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ lịch sử Mãn Thành.